Chào mừng mọi người đến với So Cute Drawings với Anna và Lily. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để biết thêm nhiều cách vẽ những con vật và những bông hoa đáng yêu nhé. Tuần trước, Anna đã vẽ chú chim này đây. Và bạn Lily đã vẽ Piu Piu và chú thỏ Mulan ngộ nghĩnh. Tuần này thì mình hãy cùng với Anna, mọi người hãy cùng với Anna vẽ con cò này nha. Con cò điệu đà với trái tim và bông hoa nữa. Để vẽ được con cò này thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu ở phần đỉnh đầu trước này. Vẽ một đường hơi cong nha. Rồi vẽ phần trán á. Đó. Mình tô đi tô lại hơi nhiều ha. Vẽ cái phần đỉnh đầu rồi nối với trán này. Rồi kéo xuống cái phần gáy á. Phần gáy là con cò rồi kéo xuống phần cổ. Thì con cò có cái cổ khá là dài nên các bạn đưa cái nét đường cong nó hơi mềm mại cho cái hình dáng con cò nha. Và đây là cái cánh, cái sống lưng, cái cánh á. Rồi, mình vẽ cái phần đầu, quay lại phần đầu này. Thì mình vẽ một đường cong ngược lại ôm à. Đó, hơi cong à. Rồi mình đi một cái đường song song, nhỏ nhỏ song song là đường cái cổ á. Giữ cái đường này khoảng cách giống nhau nha. Đó. Đó, hơi cong cong đi xuống. Đây là cái cổ. Thì từ cái phần này mình sẽ vẽ cái ức của con cò. Đó. Rồi, bây giờ mình quay lại cái phần đuôi nhá. Giờ mình vẽ cái phần đuôi nè. Rồi mình nối cái phần bụng với cái phần đuôi. Đó, nối lại với nhau. Đúng rồi, đó. Từ từ nối lại với nhau như vậy. Đó, vậy là về cơ bản mình đã hình thành hình dáng. Rồi mình vẽ cái cánh nha. Thì vẽ mình cánh, mình vẽ những đường răng cưa như vậy á. Giống như hình của cái lá hồng á. Có vẽ thì mình sẽ tạo thành những cái lớp lông cánh á. Giờ mình vẽ cái miệng nha. Đó. Đó, dễ không? Bạn nào mà thấy mình vẽ nhanh quá thì bạn có thể tua đi tua lại để học cái cách vẽ miệng nhé. Rồi bây giờ mình vẽ đến chân này. Vẽ một đường thẳng xuống, chân cò cũng rất là dài nha. Đó, chân cò dài và mạnh. Đầu tiên vẽ một đường thẳng xuống, mình vẽ một cái đường chéo, chéo nhỏ nhỏ ôm lại cái đường qua xong á. Đó, dài xuống rồi mình vẽ cái phần bàn chân. Đó. Mình vẽ một cái chân thứ hai thì chân cò này chỉ đứng một chân thôi nha, còn một chân kia thì sẽ đứng nghỉ. Đó, thì sẽ nhấc lên và hơi buông xuống nên mình sẽ vẽ thành cái đường gọi là cái đường gấp ở ngay chỗ chân đó, gấp xuống. Đó. Và cái bàn chân thì hơi quạt vào như vậy. Đó, mình sửa một chút tẹo ha. Sửa cho đẹp đẹp. Đó. Rồi bây giờ mình vẽ bông hoa thôi. Đây là cái phần rất là dễ và mình rất là thích. Cành hoa này, em đường cong cong này. Đó, rồi mình vẽ cái nhụy hoa. Rồi bây giờ thì mình sẽ vẽ những cánh hoa. Thì hôm nay mình sẽ vẽ một bông hoa có nhiều cánh ôm xung quanh luôn. Đó, để cứ vẽ vậy. Cứ vẽ từng cánh vậy. Như mình nói là cũng không nhất thiết phải vẽ đều nhau ha. Rồi vẽ lá, vẽ hai lá luôn ha. Thêm một cái đường ở giữa là cái lá. Đó, và cơ bản là xong rồi. Giờ mình lấy bút bi. Cái bút này không ra mấy ha. Mực không ra đều. Mình phải tô lại. Đó. Thì là mình sẽ tô cái mỏ trước. Rồi mình tô phần đỉnh đầu. Thường thì do là mình vẽ bên này này là do mình có cái camera để trước mặt đó, nên là rất là khó vẽ và mình không thể xoay cái tờ giấy được. Bởi vì mình mà xoay tờ giấy á, thì mình sẽ các bạn sẽ thấy là cái hình nó lộn tục phèo đấy, nên rất là khó vẽ. Còn thì khi mà mình vẽ mà không có camera thì mình xoay tờ giấy lung tung à, cứ vẽ làm sao để tay mình dễ chịu nhất á, thì cái nét vẽ sẽ đẹp hơn. Còn như vẽ theo thế này á, thì nó khó hơn một chút. Đó, các bạn cứ thử tưởng tượng là khi bạn vẽ mà có cái gì đó chắn ngay trước mặt, chắn ngay trước tầm nhìn mình á. Đó, thì mình đang bị cái tình trạng như vậy do là mình muốn video lại cho các bạn xem. Thì là khi mình tô lại chân thì mình tô cái phần chân nhấc lên trước á. Cái chân đấy là chân bên trái thì mình tô cái chân đấy trước. Đó, còn ngay tô chân ngay sau thì mình bỏ qua nó, bỏ cái phần chân kia đây. Thì mình sẽ, đấy, các bạn nhìn thấy không? Do mình mà nhìn vào cái video á,
mà cái máy quay ấy, nên là mình không có vẽ không có chính xác á. Xin lỗi các bạn nha, mình để cái chữ sâu kêu nó lại vướng lại vướng cái hình cái bàn chân đó. Đó. Vẽ bằng bút bi các bạn nên nên cẩn thận nha, bởi vì là thỉnh thoảng nó sẽ bị ra nhiều mực đó, nên các bạn cần phải lau đi á. Nếu không thì cái cả một đống mực luôn sẽ hiện ra ở trên cái bức tranh của các bạn, nên các bạn rất là phải cẩn thận nhé. Lần sau mình sẽ không dùng bút bi nữa, mình dùng bút mực thôi. Dùng bút bi mình không thích tí nào, nhưng mà hôm nay lỡ rồi. Rồi vẽ mắt thế nào? Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình lấy bút màu tô thôi. À, tô màu đỏ cho hoa nhé. À, các bạn thấy không? Cái máy quay nó bị rùng rằng quá. Rồi nó chỉnh hình chỉnh ngay trước mặt mình đây này, nên là làm cho mình rất là khó để mà có thể tô được. Ngay cả việc tô đơn giản như thế này những em bé cũng có thể làm đẹp mà. Mà mình á, mình nhìn tô nhìn thấy tô phát chán luôn, do rất là khó để mà nhìn, nên là bình thường các bạn sẽ thấy so thấy là à tại sao mình bình thường vẽ không nó tệ như này mà sao mình quay video mình lại vẽ không được đẹp như thế á, là không phải lỗi của mình đâu nha, mình không có vẽ xấu như vậy đâu thật đấy. Rồi mình đã tô sắp xong rồi và giờ thì mình sẽ vẽ một cái trái tim điệu điệu ở trên cánh này nha. Đó, con trái tim mình đây, mình thích trái tim, mình không hiểu sao mình đã thích cho hình trái tim vào trong những cái hình mà mình vẽ, nó làm cho hình vẽ của mình cảm thấy ấm cúng hơn, ấm áp hơn đó. Rồi hãy nhìn xem này, bây giờ mình có hai con cò đó, con cò kia mình vẽ nhìn thanh 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 mảnh đẹp không, con cò này nhìn mập quá nhưng vẫn xinh, nói chung là mập thì xinh mà thanh mảnh thì quý phái. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một tí xíu nha, mình vẽ nước này, con cò đứng trên mặt nước này, đứng trên một cái hồ nước mà nông á. Đó, rồi mình vẽ thêm một vài cái cây cỏ gì đó ha, cây cỏ cao cao nhá. Đó, vẽ cây cỏ thì dễ thôi, các bạn cứ vậy mà cứ vẽ vài nét thấp vài nét cao, rồi một vài nét đưa sang bên trái, vài nét đưa sang bên phải là các bạn sẽ có ngay cây cỏ đó. Các bạn có thể biến hóa thêm thêm nhiều cây cỏ cho nó đẹp đẹp cũng được, còn mình chỉ vẽ một cây thôi nhé. Đó, mình vẽ nhiều thì mất nhiều thời gian của các bạn quá đó. Rồi mình vẽ thêm một vài cây cỏ thấp 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 nữa nhé, cho nó xôm tụ một chút đó. Thì ở trong văn hóa Việt Nam á, thì là cây cỏ, con cò nó là một biểu tượng của những người phụ nữ trong chế độ ngày xưa, có rất nhiều câu ca dao vào về con cò này, ví dụ như là cái cò lặn lội bờ sông gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nghỉ non đó. Nhưng mà trong cái văn hóa phương Tây á, thì là con cò lại là một biểu tượng mà mang những đứa trẻ đến cho gia đình, có một câu nói rất nổi tiếng là the stork, con cò trong tiếng Anh là stork, brings the baby. Đó, thì là người ta tin rằng là những con cò này khi mà đậu trên một mái nhà nào đó thì đó là một cái điềm lành báo rằng là à có một đứa bé sắp được sinh ra trong ngôi nhà đấy. Đó cũng là một điều khá là thú vị đúng không? Rồi mình các bạn sẽ nhìn thấy cái hình con cò nó quắp cái giống như hình mà mình đưa ra đây này. Đó các bạn sẽ thấy rất là nhiều trong cái những bức hình của các nước phương Tây á. Đó. Rồi bây giờ mình tô nhá. Như mình nói là mình vẫn thích tông đen đỏ, và lần này là mình vẫn sử dụng tông đen đỏ. Nhưng mà tuần sau mình hứa với các bạn là mình sẽ dùng cái màu gì đó nó rực rỡ hơn, nó đẹp đẽ hơn, chứ mình sẽ không có dùng đen đỏ trong tuần sau. Hứa luôn, đảm bảo luôn đó. Thế bây giờ mình sẽ tô một chút xíu cho cái lá đậm màu hơn một chút. Đó. À, nói về chuyện là con cò với em bé, các bạn sẽ nhìn thấy những tấm thiệp khi mà ở bên các nước phương Tây có một đứa bé được sinh ra thì họ thường mua thiệp tặng, thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều thiệp nó có dạng hình con cò này với lại có hình em bé đi cùng nhau đó, thì đó là một cái biểu tượng rất là phổ biến ở các nước phương Tây. Bây giờ mình sẽ dùng tẩy nha, mình dùng cô mình bôi đi những cái nét đường chì dư ra đấy. Thì các bạn như mình nói là mình dùng bút bi ngày hôm nay, và đó là một sai lầm rất là lớn, bởi vì là bút bi thỉnh thoảng nó sẽ có những cái mực dư ra đấy, và khi mình tẩy mà mình đi vào cái đường của cái mực dư đấy ra thì nó sẽ làm cho bức tranh đó mình vừa làm vừa nói khỏi miệng xong đó nó bị lem ra đó, nhìn rất là xấu, nhìn bẩn, mà đường mà cái mực của bút bi thì đã không tẩy được. Cho nên các bạn lưu ý nha, nếu như mà vẽ mà tập vẽ chơi á, thì dùng bút bi không sao, nhưng mà nếu như bạn mà tính làm một cái gì đó cẩn thận hơn thì
không nên dùng bút bi mình, hoặc là các bạn phải rất lưu ý, tức là vừa dùng bút bi vẽ vừa 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 kiểm tra xem là cái mực, vừa liên tục kiểm tra cái mực á, rồi rồi làm gì nhỉ, làm sạch cái đầu bút bi đấy đó cho nó không có mực xưa đó, thì các bạn sẽ dùng được đó đó. Rồi các bạn, vậy là các bạn đã sắp xong rồi đấy, chỉ còn vậy đó, về cơ bản là xong rồi. Các bạn có thể là thêm cái này cái kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn like nếu các bạn thích video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn cũng có thể ghi xuống bên dưới á, là các bạn muốn mình vẽ những cái hình gì trong những tuần tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.